Hello, xin chào mọi người. Đã cùng quay trở lại với kênh YouTube Dạy Thư Pháp Online ha. Hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người cái phương pháp mà mình ghép cái ảnh á, làm sao từ một cái bức nền trắng chữ đen thành nền đen chữ trắng. Cái đó là gọi là âm bản. Thì bây giờ ha, mình sẽ cùng bắt đầu. Các bạn vẫn lấy một cái tấm ảnh, cái ảnh nền đen trước cho mình. Ví dụ đây, cái nền tối mình lựa chọn là cái hoa sen đi ha. Đây, mình lựa chọn là cái hoa sen, đúng không? Và một cái ảnh mà mình yêu thích á, cái chữ thư pháp của mình yêu thích, thì ở đây nó sẽ gồm có nè. Đây, mình sẽ chọn cái tấm này. Rồi bây giờ á, mình muốn đảo ngược nó lại. Đây nè, các bạn thấy rõ không? Mình sẽ đảo ngược nó lại thành cái chữ trắng nền đen. Mình sẽ ghép vào cái bông sen này. Thì các bạn chọn cho mình cái phần cắt. Cắt mình chỉ lấy đúng những cái phần nào đó mình cần ghép thôi ha. Đúng y thôi. Rồi. Sau đó, ví dụ như cái nền này nó chưa đủ trắng sáng á, thì các bạn chỉnh vào đây nè, bấm vào cái nút điều chỉnh bên dưới nè. Các bạn tăng cái độ tương phản lên, tăng cái độ sáng lên cho cái nền của các bạn á, nó sáng trưng luôn nha, nó ghép nó không có bị lỗi được. Rồi các bạn ấy như vậy. Rồi các bạn vào cái mục FX ha, FX kéo xuống đây, chọn cho mình cái nè, nó có nè, đơn giản FX trắng đen làm mờ màu sắc. Các bạn chọn cho mình cái màu sắc ha. Đây nè, kéo qua đây chọn cho mình cái phần màu sắc. Rồi chọn cho mình cái phần âm bản. Đấy, thì nó sẽ ra như vậy. Đúng không các bạn? Chọn cho mình cái phần âm bản thì nó sẽ ra như vậy. Rồi các bạn chọn cái nút này, cái dấu tích trên đầu ha. Đó. Rồi. Các bạn nhìn dưới dưới đây nha. Nó sẽ có cái phần hòa trộn. Hòa trộn ha các bạn. Các bạn bấm vào cái phần hòa trộn. Rồi, các bạn nè, bộ lọc nhiều lớp đúng không? Bấm vào cái chữ làm sáng. Đó, thì chúng ta sẽ có được cái chữ như vậy ha. Đấy, thì cái bức của chúng ta nó sẽ như vậy. Đây, các bạn thấy rõ không? Nó làm mất đi cái nền đen. Đó, rồi. Như vậy là xong rồi đó các bạn. Rồi. Khi xong, các bạn nhớ nhấn vào cái dấu tích trên này. Rồi, các bạn lưu ha. Download về. Vậy là xong tấm ảnh. Rồi, như vậy chúng ta đã hoàn thành rồi. Chúc các bạn thành công với cái ghép nền này ha. Dễ lắm các bạn ơi.